Chào mừng em đã quay trở lại với channel review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay CityWatch sẽ đem lại cho em một chiếc Prime Constraint Driver phiên bản bóc du thuyền cực kỳ là đẹp. Cái phiên bản này thì mình đã trước review cho anh em một phiên bản là màu tương tự là màu xanh, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em phiên bản màu trắng rất là đẹp. Cái series này series cực kỳ là đẹp mắt của nhà FC, và hôm nay mình sẽ tiếp tục trên là một chiếc hộp du thuyền cực kỳ là đẹp. Chiếc hộp này cực kỳ giá trị các bạn nhé. Bóc gỗ xịn sò, có nút bấm đóng mở. Đây. Này thì có cái catalog của FC để bên hông đây. Đó, rất là chất lượng. Đầy đủ sổ thẻ ha. Quá tuyệt vời. Trong cái tầm tiền mà dưới 20 triệu thì cái chiếc Runnable này phải nói là quá là ưng ý luôn các bạn. Cái hộp này thì không có gì phải bàn cãi về cái độ đẹp, mịn và chất lượng của em đó. Đây. Vân gỗ được tạo tác rất là đẹp các bạn. Ở bên trong em nói là một cái phiên bản du thuyền cực kỳ là đẹp. Em này chỉ có 2888 chiếc trên toàn cầu thôi, và hôm nay mình sẽ trình bày cho em một trong những chiếc đó. Đây, chiếc FC Runnable cực kỳ đẹp. Cái giá trị của dòng sản phẩm này chính là chiếc hộp gỗ du thuyền này. Anh em nào mà thích sưu tầm á, cho tặng thì đây là một trong những sản phẩm phải nói là rất là hợp lý, rất là hợp lý luôn. Đây là du thuyền rất là đẹp, và không ngoại lệ đây chính là một chiếc Runnable cực kỳ đẹp mắt, phiên bản limited giới hạn 2888 chiếc trên toàn cầu. Đồng hồ thì đựng bên này các bạn nha. Đây, đồng hồ thì để bên này, còn bên này sẽ là bóc du thuyền đó, trưng bày phải nói rất là đẹp luôn. Đây đó, đồng hồ anh em để bên này, trưng bên cái gối này, gối phải này. Em này thì có mã số là FC350RMS5B6 ha. RMS5B6 phiên bản Runnable đây. Thân thép không gỉ nè, chống sốc, máy chống sốc. Trong nước 5 ATM, dây cá sấu xịn sò. Em này thì mình đã review cho anh em phiên bản mặt xanh viền rose gold rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em phiên bản mặt trắng viền bạc, và cùng với một sợi dây navy rất là đẹp, được máy chỉ màu trắng nhìn cực kỳ là sport thể thao, và một chiếc khóa bướm độc quyền của FC. Cái khóa này giống như khóa của Omega các bạn, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ để cho anh em xem cận cảnh chiếc FC Runnable này. Em này thiết kế phải nói là vô cùng là tuyệt vời, mọi góc nhìn em này phải nói là đúng tim những anh em nào mà mê mệt cái dòng FC, thì đây chính là một trong những sản phẩm không có thể bỏ qua. Em này mình nhìn thấy tổng cộng là 4 kim các bạn. Bình thường thì 3 kim, thì em này có 4 kim, vì nó sẽ cộng thêm một kim GMT nữa. GMT này. Đây, đây kim màu xanh này. Rất là độc đáo ha. Còn các kim còn lại sẽ là kim bạc. Những cái kim này thì và cùng cọc số cũng có phủ lum. Rất là xịn sò. Đây, mình sẽ test lum cho anh em xem. Rất là sáng ha, mình test thử thôi. Đó, cọc số. Kim cọc số có lum hoàn toàn ha. Riêng cái kim màu xanh, kim xanh này sẽ là kim hở ha. Kim hở thì nó không có lum. Em có thể quan sát được cái dòng sản phẩm này. Tạo hình của nó rất là đẹp, đặc biệt ở phần trung tâm anh em sẽ thấy những đường vân Goldschi ở phần xếp trung tâm. Ở một bên ngoài thì anh em sẽ thấy là những cọc số index và cũng có cọc số Arabic, số Ả Rập xen kẽ với nhau, tạo ra một cảm giác phải nói là cực kỳ là hay và chất trên cái dòng Runnable mới này. Đó, em này là kính sapphire chống trầy hoàn hảo ha. Độ lịch ngày tiện lợi nằm ở góc 3 giờ. Dòng chữ Prime Constraint Driver góc 12 giờ, và dưới này dòng chữ GMT Automatic, nó chính là phiên bản GMT. Thì kim GMT này thì chức năng đơn giản, nó chỉ để anh em xác định được là ngày hay là đêm đối với giờ hiện hành thôi. Rồi, dòng chữ Swiss Mark dưới góc 6 giờ. Anh em có thể thấy chi bạch khá cụ thể, anh em có thể quan sát được. Rồi. Em này bây giờ mình sẽ đo phần cây size của dòng sản phẩm FC350 này. Em này là có size là 40 chưa tới 42 các bạn nha. Còn cái đâu đó tầm là 41.8 thôi. Độ dày lên tay em này thì nó sẽ rơi vào 12.3 ha. Và chiều dài lớp dày lớp xuống lớp của em này thì nó sẽ là 48.3 48.4. Thì kích thước này nó khá phù hợp cho những em có cổ tay trung bình hoặc là trung bình lớn, thì lên tay chiếc này là ok, khoảng tầm là 16. Trung bình là 16 và 16.5, lên tay chiếc này là đẹp hợp lý ha. Bây giờ mình sẽ lên tay thử chiếc FC350 phiên bản limited này cho anh em xem. Thì lúc trước mình đã có lên tay cái phiên bản mặt xanh viền vàng hồng rồi, và em này cũng không ngoại lệ thiết kế và màu sắc.
nó khác chút xíu thôi, nhưng mà xe cây size thì không ngoại lệ, rất là đẹp, lên tay vừa vặn. Thì như em có cổ tay khoảng tầm 16 16.5, thì mình là có cổ tay là 16.5 các bạn nha. Đó, lên tay rất là đẹp, nhìn em có cổ tay nhỏ khoảng 15.5, lên tay cũng khá là phù hợp nha. Thì em này thiết kế khá là mỏng, dễ chịu, rồi sợi dây da ôm tay rất là chất lượng. Rồi bây giờ mình sẽ lên cót thử cho anh em này xem. Em này lên cót khá là mượt ha, ở cái phần nấm chỉnh giờ ở bên phải này có khắc logo của FC. Các chi tiết về phần vỏ và độ hoàn thiện phải nói đánh giá cực kỳ là cao, với cái phần vỏ được phay bóng hoàn toàn, các chi tiết phay bóng hoàn toàn, anh em thấy không, bóng như gương luôn, rất là đẹp. Rồi mặt sau của em này thì anh em sẽ thấy đập ngay vào mắt chính là cái logo hình chiếc thuyền, biểu trưng cho dòng sản phẩm du thuyền Rodebo trữ danh. Em này thì là phiên bản giới hạn thì nó sẽ có số thứ tự, đánh số thứ tự đây. Em này 627 trên 2888 chiếc, dòng chữ Rodebo, Rodebo Constance, chân thép không gỉ, Swiss Made, chống nước 5 ATM, series dòng sản phẩm FC350 và dòng chữ Limited Edition. Rồi em này thì sẽ được trang bị một sợi dây da cá sấu ha, Crocodile, màu xanh navy với độ rộng dây 21. Cái này thì có dập dòng chữ Rodebo Constance rất là đẹp. Dây này thì được may chỉ màu trắng thể thao, cực kỳ là thể thao và nam tính luôn. Đó, những anh em nào mà không thích cái kiểu là mặt mặt tối á, và cái viền mặt kiểu màu viền vàng á, thì đây là sự lựa chọn phải nói là không thể bỏ qua. Mặt trắng kim xanh, dây màu xanh navy, xanh đen rất là đẹp. Và cùng với đó một chiếc khóa bướm độc quyền của FC. Chiếc khóa này thì lên tay nó rất là chắc các bạn nha. Khóa này rất là xịn luôn, lên tay kiểu như khó của Omega, rất là chất lượng. Rồi ok, em này thì giá ngoài store cực kỳ là cao ha, và giá Seaworth mang về cho anh em một phiên bản đầy đủ với chiếc box du thuyền thế này, với giá chỉ đâu đó loanh quanh khoảng tầm 19 triệu thôi các bạn. Giá phải nói là vô cùng tuyệt vời, vẫn giá mà nó săn sale tốt nhất từ trước tới nay. Đó, những em này mà lúc trước mình nhớ mình săn về đâu đó khoảng trên 22, 23 triệu đó các bạn. Nhưng hiện tại thì mình săn được con giá phải nói là sát sàng luôn, 19 triệu thôi, và số lượng cực kỳ là ít. Những em nào mà chưa sử được em này thì hãy liên hệ ngay vào shopline mình là 0938 777 244 ha. Có thể nhắn tin qua Zalo và IMS để mình tư vấn để sở hữu em Rodebo này ngay. Đó, còn chân chi nữa các bạn, hãy vui lòng ấn like và subscribe kênh để có thể xem những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng lên nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.